U17 Việt Nam và mệnh lệnh phải thắng. Trước U17 Nhật Bản quá đẳng cấp, U17 Việt Nam đã không thể tạo ra bất ngờ tại lượt trận thứ hai bảng D vòng chung kết giải U17 châu Á, với nhiệm vụ buộc phải thắng ở lượt đấu cuối vào ngày 23 tháng 6. Thử thách rất lớn đón chờ đội U17 Việt Nam bởi đối thủ U17 Uzbekistan cũng rất mạnh. U17 Việt Nam đã không thể hiện được quá nhiều khi đối đầu với U17 Nhật Bản chênh lệch về trình độ. Khi U17 Việt Nam bị dẫn trước, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã quyết định phá vỡ cấu trúc phòng ngự kín kẽ để mạo hiểm dâng lên tấn công tìm bàn gỡ, với hy vọng có một điểm. Kết quả là U17 Việt Nam phải nhận thêm 3 bàn thua. Ở trận đấu khác của lượt thứ hai, U17 Uzbekistan lại thắng U17 Ấn Độ, đối thủ mà U17 Việt Nam đã để hòa một cách đáng tiếc ở lượt trận đầu tiên. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bị đẩy vào thế chân tường khi bắt buộc phải thắng U17 Uzbekistan mới có thể vào tứ kết. Việc đánh bại đội bóng Trung Á là một thử thách, nhưng đây cũng là bài kiểm tra chất lượng để đánh giá đúng thực lực và sự bản lĩnh của các chàng trai trẻ Việt Nam. Nên nhớ, U17 Uzbekistan không phải là đối thủ dễ chơi khi họ từng cầm hòa U17 Nhật Bản 1-1 ở lượt trận đầu tiên. Nếu như các Samurai xanh sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt và lối chơi áp sát nhanh rất khó chịu thì đội bóng Trung Á cũng có điểm mạnh về thể hình, thể lực. Chính vì vậy, các cầu thủ U17 Việt Nam cần cải thiện sự tự tin và khả năng xử lý tình huống. Trong trận đấu gặp U17 Nhật Bản, trước sự vây ráp quyết liệt của đối phương, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho thấy sự lúng túng trong khâu đỡ bước 1 và chuyền bóng. Ở trận đấu tới, khi phải đối đầu với áp lực từ các cầu thủ cao to của Uzbekistan, từng cá nhân U17 Việt Nam cần giữ được sự bình tĩnh và quyết đoán hơn. Bên cạnh đó, trước những tình huống xâm nhập vòng cấm địa đối phương, từ phối hợp nhóm hoặc đột phá, các cầu thủ U17 Việt Nam cũng cần xử lý chính xác và hợp lý để tận dụng triệt để cơ hội được tạo ra. Theo điều lệ giải đấu, trong trường hợp hai đội bằng điểm nhau, thành tích đối đầu sẽ được xét đến đầu tiên để xếp hạng. Vì vậy, nếu U17 Việt Nam thắng U17 Uzbekistan, đồng thời U17 Nhật Bản không thua U17 Ấn Độ, đội bóng do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt sẽ giành vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng D. Trước tình cảnh khó khăn của U17 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, tôi tin U17 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp vào vòng trong nếu giải quyết tốt trận đấu cuối. Do đó, chúng tôi phải quên trận thua Nhật Bản để tập trung toàn lực cho trận đấu mang tính quyết định với U17 Uzbekistan. Thể lực là điểm yếu lớn nhất của U17 Việt Nam ở trận thua U17 Nhật Bản. Nhưng chắc chắn ở trận đấu tới, các bạn sẽ thấy U17 Việt Nam thi đấu với tinh thần hoàn toàn khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.